khi vợ quá đam mê phim ngôn tình nhưng thái độ của anh chồng nó lạ lắm. Đúng rồi, thương vợ lắm nhưng mà cứ thích giả vờ thôi. Xong nhá, cái chuyến đi ăn sáng của bọn mình lúc nào nhá các bạn nhá cũng phải kết thúc bằng một nụ hôn. Ơ, mình nói thật nhá, mình thề luôn mình không phải điêu. Còn Long Sen mà bĩu mồm mà Long Sen bảo điêu ấy, Long Sen có dám thề với mình không? Anh có dám thề trước 3.300 người xem là em đang nói dối về tình yêu của chúng mình không? Mình không nói điêu đâu. Thế xong rồi là chồng mình sẽ hỏi là vợ yêu sáng nay vợ thích ăn gì để chồng đưa vợ đi ăn. Phở thìn hay là mì vằn thắn hay là chúng ta sẽ ăn bún dọc mùng đấy. Chúng mình... ta chúng xong ta hôm nào mà chồng mình mà cao hứng đấy thì chồng mình bảo là hay là hôm nay vợ chồng mình đổi gió lên phố làm bát bún riêu cho nó tình cảm không đấy thì là sẽ đi. Tại vì là chồng mình luôn luôn là một kéo dài cái thời gian mà kiểu mình ngồi đằng sau yên xe anh ấy đấy, ngồi sau yên xe và ôm anh đấy, cho nên là chồng mình rất thích kéo dài thời gian đi trên xe. Tại vì là khi mà dừng chào nhau từ yên xe là mình sẽ đi làm rồi, chúng mình sẽ không gặp nhau cả một buổi sáng. Thế là chồng mình nhớ đấy. Thế xong rồi mọi người chỉ tin khoảng 20% thôi mọi người ạ, thật luôn, 20% thôi. Mày cười như đau. Cười như đau. Rất là tế nhị và tinh tế với vợ. Riêng cái quán bún riêu mà vợ chồng mình mà ăn nhá, mà hôm đấy mà có quẩy để mình ăn thì chồng mình sẽ ăn. Còn không mà chồng mình mà thấy không có quẩy phát là ái ngại luôn, bảo thôi vợ ơi, vợ hôm nay có muốn ăn quán này không hay là chồng đổi quán khác nhé. Đổi quán luôn. Không thì là sẽ bỏ. Nói mọi người tưởng không là sẽ là mang 10.000 xong rồi bảo nhờ cái cô bán bún bảo là cô điều với cháu 10.000 quẩy. Đấy. Là sẽ điều luôn 10.000 quẩy từ quán khác về cho vợ ăn. Nào lại bảo sang ngay đi. Nhiều gì? Nếu có sai không? Quen thì lấy quẩy mà ăn đéo. Nhưng mà có đúng không? Là vợ biết vợ thích ăn quẩy không? Tích canh gọi sếp tích canh. Nhưng mà Long, tên Long là sếp tích chanh, tức là mồm bể phốt đấy. Mồm thối như bể phốt. Cậu mồm cậu bây giờ đang thối này. Long nhá, xong mình kể cho các bạn nghe này. Thế sau khi mà nó hôn mình một nụ hôn lên trán hoặc lên môi, thế là chồng mình sẽ kiểu đỡ mình dậy đấy, bế. Xong rồi là bế mình vào nhà tắm. bế bố cùng hâm này, bế thì chân người ta chấn thương đấy, bế kiểu gì mà bế nó bảo bế vớ va vẩn. Không, mình xin lỗi, chồng mình không bế được mình, yêu chồng mình sẽ cõng mình đi. Dễ hiểu cõng đâu, yêu lắm, đáng yêu lắm, chồng mình yêu mình lắm. Xong rồi là đánh răng xong này thì chồng mình mới đi vào đánh răng, tức là chồng mình thích để mồm thối như thế. Xong thì sao chồng mình đánh răng nó xong tưởng, nó từng bệnh hoạn em ấy à, thích để mồm thối. Thế đó em bảo là khi nào mà anh xỉa hết mựa trong răng anh nuốt xuống thì anh mới đi vào đánh răng mà. Anh mới vào đánh răng mà. Không, chồng mình vẫn đánh răng nhá, nhưng mà phải mút hết cái bựa trong răng nốt xuống đã. Tại vì chồng mình bảo là nước bọt buổi sáng là có chất, nhiều chất, thì chồng mình phải nốt vào sạch. Thế xong rồi ấy, mình kể tiếp cho. Xong rồi là nó buồn cười quá. Chồng mình sẽ ra ngoài, xong rồi kiên nhẫn chờ mình. Mình sẽ dưỡng da này, bôi kem chống nắng các kiểu, đánh một chút son thật hồng xinh, tại vì chồng mình thích mình tươi tắn cơ. Thế xong rồi mình bỏ mình đi ăn. Thế xong rồi là chồng mình lúc nào nhá, từ cửa đi ra thang máy cũng phải nắm tay nhau. Lòi như trong phim, sợ thật. Từ phía sau. Xong mình sẽ bấm thang máy. Thế xong rồi bấm thang máy xong thì nếu như mà kiểu ví dụ mà có người trong thang máy thì chúng mình sẽ lịch sự không thơm nhau. Thế nhưng mà nếu như mà không có người chúng mình sẽ thơm nhau nhá. Đấy, sau rồi là đi xuống. Mình cho mọi người xem nhá. Đéo gì? Ơ mọi người nhìn người điên yêu nhá. Ôi chết mẹ đâu rồi nhỉ? Mọi người nhìn nè, nhìn người điên yêu nè, chồng mình sẽ đi ra sảnh để đón mình nhưng mà chồng mình vẫn phải lượn qua cái đài phun nước nè. Đấy, chồng mình phải lượn qua đài phun nước. Sau đấy là chồng mình mới
Đấy, người điên yêu mọi người ạ. Sau đấy nhá, đây là khúc mà mình lên xe nè. Rồi, mình lên xe, chồng mình lại đeo mình đi qua lại phun nước. Đây nhá, đây là chỗ dễ ra nhá. Nhưng không dễ ra đâu. Chúng ta sẽ vòng lại đài phun nước một lần nữa. Bảo vệ nhìn ngắm. Đây nhá, lại vòng thêm một vòng nữa này. Đấy. Bảo vệ nhìn, đứng nhìn. Lại vòng thêm lần nữa xong mình đi ra đường nhá. Đấy. Mình nói rồi, mình kể chuyện rất thật. Mình không nói đùa các bạn điêu các bạn đâu. Ờ, cái clip mới tưởng post rồi. Không, post lên làm gì. Người ta lại bảo anh bị điên đấy. Thôi một mình em điên là đủ rồi. Mọi người có thể nói 1000 lần em điên nhưng em sẽ không để nói người em yêu bị điên đâu. Lồng.